Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 43. Chương 421, Toàn quân bị diệt, 2. Vũ Tình, cô nhìn kìa. Hứa Ứng chỉ vào một dấu ấn đạo tượng trên mảnh lư đồng, nói đạo tượng trên mảnh vỡ pháp bảo này đã bị bóp méo, không thể nhìn ra hình dạng lúc đầu. Đây là do tiên đạo ảnh hưởng, thiên đạo không mạnh đến vậy. Thời Vũ Tình nhìn gần lại, chỉ thấy dấu ấn đạo tượng trên mảnh vỡ pháp bảo có cái nổ tung, có cái xoay tròn, cực kỳ hỗn loạn, cứ như có một lực lượng kỳ lạ phá hủy những pháp bảo này. Ta nghe trưởng bối trong sư môn nói, chúng ta tu tiên là để nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Cái gọi là tam giới chính là nhân, quỷ, thần tam giới. Thần giới là thế giới thiên đạo, nơi ở của thiên thần. Thiếu nữ suy nghĩ nói, như vậy mục đích thành tiên của chúng ta chính là để đạo của mình nhảy ra khỏi phạm trù thiên đạo, đạt tới siêu thoát. Nhảy ra tam giới, không trong ngũ hành. Hứa Ứng ngây ngốc, cười nói, phàm nhân sau khi tu hành, liệu có thể siêu thoát tiêu dao được không? Thời Vũ Tình cười nói, đương nhiên là có thể. Trong kiếm môn ta có sư tổ phi thăng tiên giới, đạt tới siêu thoát. Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, cắn răng nói, thế nhưng từ khi đại ác nhân phá hỏng con đường phi thăng, không ai có thể phi thăng nữa. Đại ác nhân đáng ghét, hại chết các đời sư tổ của kiếm môn ta. Cô nghiến răng nghiến lợi, có vẻ cực kỳ căm thù tên đại ác nhân kia. Trong lòng Hứa Ứng hơi hoang mang, theo y biết, đại ác nhân mà mọi người thường nói thật ra có hai vị. Một là vị tu sĩ phi thăng siêu cấp, người này đẩy thiên kiếp lên mức siêu cấp thiên kiếp, đến mức không ai có thể độ kiếp phi thăng. Một đại ác nhân khác chính là Hứa Ứng. Chuyện này là Hứa Ứng căn cứ theo những gì được thấy ở thiên lộ suy luận ra, bởi vì y tận mắt nhìn thấy, đại ác nhân hủy diệt thiên lộ chính là y. Không biết Vũ Tình căm hận đại ác nhân nào, y thầm nghĩ trong lòng. Trên con đường phía trước, mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, những mảnh vỡ pháp bảo kia đều có hoa văn tan vỡ, càng đi về phía trước thì đạo tượng càng ít vặn vẹo, còn tan vỡ thì càng nhiều. Hứa Ứng đuổi theo thời Vũ Tình nói, Vũ Tình, con đường này không sai chứ. Thời Vũ Tình quan sát kỹ lưỡng bản đồ nói, là con đường này. Trong lòng Hứa Ứng thoáng chút bấn an, dò hỏi, có còn con đường khác không? Thời Vũ Tình lắc đầu, Hứa Ứng nhận bản đồ từ tay cô, xem xét cẩn thận, không khỏi nhíu mày. Căn cứ theo vị trí của bọn họ, nếu không muốn trèo qua núi đúng là chỉ có một con đường đi tới cầu Nại Hà. Còn trên bản đồ, dãy núi được dùng bút đỏ đánh dấu rất nhiều vòng tròn cảnh báo nguy hiểm, cho thấy nơi đó là cấm địa không nên bước vào. Tấm bản đồ này là bản đồ thời nào? Hứa Ứng hỏi. Thời Vũ Tình nói, nghe đồn tấm bản đồ này là do sư tổ đời đầu lưu lại. Trước khi phi thăng lão nhân gia đã thăm dò toàn bộ Vọng Hương Đài một lượt, những chỗ mà người đánh dấu đều là cấm địa không nên đặt chân vào. Năm xưa Thương Dương sư thúc cầm bản sao của tấm bản đồ này đi vào Vọng Hương Đài. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, sư tổ đời đầu là nhân vật từ 48.000 năm trước, thời gian dài như vậy, địa hình Vọng Hương Đài có thay đổi hay không? Nghe y nói vậy, thời Vũ Tình cũng thấy bất an, nhưng bây hai người chỉ có thể theo bản đồ đi về phía trước chứ không thể quay về. Sau lưng bọn họ là làn sương mù màu xanh mênh mông, ngăn cản đường lui của họ. Thật ra sương mù màu xanh này không tồn tại. Thời Vũ Tình nói với Hứa Ứng, sư tổ đời đầu viết trong ghi chép, chúng ta thấy làn sương mù màu xanh này, nhưng thực chất là trong Vọng Hương Đài có một lực lượng thần bí. Là quan tài thiên địa của nơi này, nó xuất hiện với hình thức làn khói xanh, xóa đi ký ức về đường lui của mỗi người đi vào Vọng Hương Đài. Vì vậy người bước vào nơi này tuyệt đối không thể ra được. Sau khi đã vào chỉ có quy về tử vong, tuyệt đối không thể sống sót. Hứa Ứng nghi hoặc, thế nhưng, sao trong Vọng Hương Đài vẫn còn đường sống? Thời Vũ Tình cười nói, sư tổ đời đầu cũng nhắc tới chuyện này trong ghi chép. Người nói người nghi ngờ có người dùng pháp lực hùng hồn, cưỡng ép trấn áp quan tài thiên địa trong Vọng Hương Đài, lưu lại một con đường sống. Hứa Ứng nổi ý tôn kính nói, ai có thể thay đổi quan tài thiên địa, thậm chí trấn áp quan tài thiên địa, cưỡng ép để lại một con đường sống. Thời Vũ Tình nói, sư tổ đời đầu suy đoán, nếu đường sống qua cầu Nại Hà, như vậy trấn áp thiên địa đại đạo của Vọng Hương Đài có lẽ là chủ nhân của Nại Hà. Người nói, chính là bà lão bán trà ở đầu cầu. Trái tim Hứa Ứng đập như trống bỏi, thình thịch không thôi, thầm hô không ổn. Chắc chắn bà lão bán trà mà thời Vũ Tình nói là Mạnh bà, chẳng lẽ bà ta lợi hại đến vậy à?
Không khéo bà ta không phải họ Mạnh mà là họ Mãnh. Dựa vào thực lực của ta, Kim gia, Ngài Chuông, Thảo gia, liệu có bắt được Mạnh bà không? Hứa Ứng nhớ tới Thất gia nhưng lập tức loại Thất gia ra ngoài, thầm nghĩ, không thể được. Tuy Kim gia rất mạnh nhưng cũng không thể đạt tới mức cưỡng ép một nghịch chuyển thiên địa đại đạo của một vùng. Thảo gia phải chui vào cơ thể Mạnh bà thì mới có cơ hội, Ngài Chuông cũng kém một chút. Đợi đã. Trán y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mình bị lạc đường nhưng bọn Kim Bất Di không lạc đường, theo tốc độ của bọn họ, chỉ e đã tới cầu Nại Hà. Theo những gì Hứa Ứng biết về bọn họ, cái lũ đó sẽ không chờ mình, chắc chắn bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với Mạnh bà. Thất gia trầm ổn, ta không có mặt thì hắn chính là đầu não. Hứa Ứng thở ra một luồng chọc khí, thầm nghĩ, chắc chắn Thất gia sẽ bảo bọn họ án binh bất động. Đầu cầu Nại Hà, Ngoan Thất hiện ra chân thân, là người đầu tiên phóng về phía Mạnh bà, miệng kêu, a ba a ba. Trên gáy hắn, cọng tiên thảo màu tím bay phất phới. Phía sau, quả chuông, Kim Bất Di ầm ầm lao tới. Đầu cầu, khí tức của bà lão bán trà đột nhiên rung động một cái, đột nhiên bầu. Trời đột nhiên thay đổi, sau lưng bà lão hiện ra bóng tối vô biên, vô số cây cầu Nại Hà nối khắp bốn phương, kết nối với bóng tối trong từng chư thiên thế giới. Trong những thế giới kia có vô số vong hồn đang đi lại trên cầu. Còn Nại Hà nối với vô số thế giới lại biến thành dòng sông mênh mông cuốn theo vô số vong hồn, chảy qua giữa vũ trụ tinh không, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Thời khắc này, thân hình bà lão nhỏ bé bỗng trở nên to lớn vô biên. Con rắn lớn lao tới dài tới 200 trượng, quả chuông to như gò núi, kim ô còn khổng lồ hơn quả núi, nhưng trước mặt bà lão lại như ba con côn trùng. A ba a ba, con rắn bị tiên thảo màu tím khống chế kêu không thôi, nước mắt đổ khỏi hốc mắt chảy ra như thác nước, lập tức quay đầu lại bỏ trốn theo đường cũ. Quả chuông rung lên leng keng, cũng lập tức dừng lại, cuống quýt quay đầu chạy đi. Chỉ có Kim Bất Di vẫn vỗ cánh bay về phía bà lão nhỏ bé kia, quanh người là ngọn lửa ngập trời, nghiêm nghị quát lớn, đao của ta ở đâu? Chương 422, dùng võ hóa đạo, 1. Hai luồng sáng như ánh tuyết bay tới, Kim Bất Di vung song đao, tập trung toàn bộ thuần dương chân hỏa ầm ầm chém xuống, đánh thẳng vào chóp mũi của Mạnh bà. Keng! Bên cạnh Mạnh bà, một chén trà bay lên, Kim Bất Di chỉ thấy trời đất quay cuồng, rơi vào trong chén. Con kim ô cao tuổi này cười lạnh nói, ta theo chủ nhân tung hoành vũ trụ hồng hoang, bay lượn trên bầu trời sao, khi vỗ cánh là có thể xuyên qua từng vầng thái dương, chỉ bằng ngươi mà đòi thu ta. Nằm mơ! Nó vỗ cánh, hóa thành một vệt sáng như tuyết, xe gió bay đi. Sau vài cái vỗ cánh, kim ô đã bay ra khỏi cõi âm, bay lên bầu trời, bay về phía thái dương, lướt qua giữa những vì sao. Từng ngôi sao to lớn không gì sánh nổi bay vun vút qua người nó. Kim Bất Di thấy vậy thầm đắc ý, bảo đao của ta còn chưa già, không mất. Ơ, sao ta lại ở đây? Tốc độ của nó chậm dần. Đang định dừng lại suy nghĩ vì sao mình lại chạy tới nơi này thì thấy sau lưng hiện lên một cái vòng bạc cực kỳ khổng lồ, kéo cả nó cả không gian vô tận vào bên trong. Vòng bạc nuốt trọn kim ô, phun mặt trời mặt trăng và ngôi sao vừa nuốt vào ra, không gian khôi phục như lúc đầu. Còn cái vòng bạc thì từ từ thu nhỏ, hóa thành một chén trà. Cái chén nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào tay Mạnh bà. Lâu lắm rồi lão thân không động thủ, thiếu chút nữa để ngươi chạy mất. Mạnh bà đổ ngược chén trà, chỉ thấy con rắn, tiên thảo, quả chuông và kim ô đều bị trói chặt lại, treo dưới cầu Nại Hà. Kim Bất Di bị treo đầu dưới chân trên, hai thanh thần đao bó vào trong lòng, không dám bỏ xuống, chỉ e bị Nại Hà cuốn đi. Nếu bị cuốn đi, khó mà biết có triệu hồi được không. Ngoan Thất, quả chuông và tiên thảo màu tím đều buông xuôi. Ngoan Thất nói, ta đã nói là phải chờ A Ứng mà. Cỏ Mộ Phần lại không kiên quyết không chịu, cứ cố khống chế ta xông lên. Tiên thảo màu tím lá cây ủ rũ, muốn dãy dụa nhưng lại bị sợi dây thừng bạc trói chặt hơn. Quả chuông nói, chư vị đừng lo lắng, chẳng bao lâu nữa A Ứng sẽ tới đây. Kim gia, người ngươi to, dịch sang một chút, để chỗ cho A Ứng. Kim Bất Di vội vàng dịch sang một chút. Trong Vọng Hương Đài, đột nhiên Hứa Ứng dừng bước, Thời Vũ Tình của vội vàng dừng theo. Chỉ thấy trước mặt bọn họ có một cái cầu đá, sau cầu đá là một thành trấn cổ xưa, có làn sương mù trắng toát như sáng sớm mùa xuân ở Giang Nam. Trên cầu đá có 4-5 người đi đường, đang đứng đó không nhúc nhích.
Một người trong số đó quay sang phía bọn Hứa Ứng, trên mặt hắn không có ngũ quan, cứ như một tờ giấy trắng. Những người khác trên cầu cũng vậy, không có ngũ quan. Thời Vũ Tình đổ mồ hôi ròng ròng, những người này cũng giống Thương Dương, đều tự phong ấn, nhưng bọn họ còn phong ấn triệt để hơn nữa. Thương Dương không phong ấn thân thể, chỉ phong ấn nguyên thần. Còn những người trên cầu đã phong ấn cả thân thể, có vẻ không đúng. Hứa Ứng và Thời Vũ Tình nhìn nhau, bọn họ đã không còn đường lui, đành tiếp tục đi về phía trước. Thời Vũ Tình đưa bản đồ vào tay Hứa Ứng, nói, A Ứng, lát nữa nếu ta cũng giống như bọn họ, ngươi mang ta ra ngoài. Cô dừng lại một chút rồi nói, nếu ta không thể sống sót đi ra, ngươi sẽ là trưởng giáo chí tôn của kiếm môn. Cô hơi áy náy nói, rất xin lỗi, ngươi mới nhập môn ngày đầu tiên đã bắt ngươi nhận trọng trách này. Hứa Ứng cẩn thận từng chút một đi lên cây cầu đá, tránh những người không mặt đứng trên cầu, nói nhỏ, tốt nhất ngươi nên tự mình phục hưng kiếm môn. Dù sao ngươi cũng là truyền nhân mà các đời sư tổ đã lựa chọn. Thời Vũ Tình đi theo y, cẩn thận di chuyển về phía trước nói, ta nhất định phải chuẩn bị thêm phương án, nếu ta chết thì phải có người kế nhiệm. Ta không thể để kiếm môn bị chôn vùi trong tay mình được. Cuối cùng hai người cũng đi qua cây cầu đá, tới khu vực thành trấn. Trong thành là đại cao thủ ẩn cư tại đây để tránh né tử vong, có cả na sư lẫn luyện khí sĩ. Bọn họ đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích, gương mặt của họ trống rỗng. Hứa Ứng đang định đi xuyên qua thành trấn này, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói run rẩy của Thời Vũ Tình, A Ứng, hình như ta bị ngoại tà quấy nhiễu. Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt thiếu nữ đã chảy ra máu tươi, tiếp đó lỗ mũi cũng đổ máu. Nhưng bọn họ không nghe thấy đạo âm tiên đạo. Thời Vũ Tình rút hai thanh kiếm nhỏ ra, cắm vào hai mắt mình, lại rút hai thanh kiếm nhỏ ra cắm vào hai tai, lớn tiếng nói, tính mạng ta phải nhờ vào ngươi. Cô chặn lỗ mũi, phong bế miệng, đứng ngây ngốc ở đó, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng lấy một cái đai lưng ra buộc vào cổ tay cô, một đầu khác thì buộc vào cổ tay mình, dẫn cô đi về phía đối diện thành trấn này. Trong thành, một đại điện đồng xanh cắm nghiêng trên mặt đất, từ trong điện vang lên đạo âm khó hiểu. Bốn phía của đại điện, cỏ cây, hoa lá và con người sinh trưởng điên cuồng và bất thường. Giới hạn giữa thực vật, động vật và côn trùng trở nên mơ hồ. Thậm chí sinh mệnh mà vật thể không sinh mệnh cũng nối liền lại làm một. Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy lỗ mũi âm ấm, giơ tay sờ thử, thấy tay dính đầy máu tươi. Tiên đạo ở nơi này bắt đầu ảnh hưởng tới ta. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, y không thể chống cự hoàn toàn trước tiên đạo xâm nhập. Tiên đạo quá mạnh vẫn sẽ ảnh hưởng tới y, khiến thân thể của y không chịu nổi. Thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, cố gắng đi vòng qua đại điện. Y ngẩng đầu nhìn lên, đại điện đồng xanh kia rơi chéo từ ngoài bầu trời xuống đây, trên không trung của Vọng Hương Đài vẫn còn dấu vết lúc nó rơi xuống. Bầu trời đã thủng, vị trí đại điện rồng xanh rơi xuống đã tạo thành một lỗ thủng lớn, vị trí không gian vỡ nát còn có dấu vết bị đập vào, không cách nào khép lại. Trên không trung có vô số mảnh vỡ không gian lớn lớn nhỏ nhỏ đang nổi bồng bềnh, im ắng không chút tiếng động, tĩnh lặng không gì sánh được. Ngoài ra trên không trung còn sót lại một số mảnh vỡ của đại điện đồng xanh, cũng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích, cứ như bị ngừng đọng ở đó. Y còn thấy một bàn tay nát bươm, năm đầu ngón tay bị đánh gãy mất hai, còn một ngón bị uốn cong. Hứa Ứng thu ánh mắt, tiếp tục dắt Thời Vũ Tình đi tới, Thời Vũ Tình như con rối, lúc này hoàn toàn không có chi giác, tất cả phải nhờ y dẫn đường. Hứa Ứng nghe thấy trong mũi miếng vang lên tiếng thở hồng hộc, nương theo nhịp hô hấp của y, huyết dịch chảy vào trong phổi của y. Không chỉ có vậy, ánh mắt y cũng bắt đầu mơ hồ, tầm mắt càng ngày càng hẹp, càng khó nhìn rõ phía trước. Trong miệng y dường như có thứ gì đó sinh trưởng, cứ như hàm răng của hắn mất khống chế mọc dài ra. Còn cả đầu lưỡi của y như biến thành một con rắn, đang chui vào trong cổ họng y. Hứa Ứng cảm nhận thấy có lực lượng gì đó đang xâm lấn thân thể mình. Ảnh hưởng tới đạo pháp của bản thân, kim đan của y đã đạt tới mức chân linh hư không minh tĩnh, còn bây giờ lại dần dần hóa thành vần đục. Y cảm thấy ruột của mình hóa thành con rắn, đang uốn lượn trong bụng. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, dùng võ hóa đạo, 2. Học, Hứa Ứng dừng bước, cố gắng phân biệt con đường phía trước nhưng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Trong đại điện đồng xanh cách đó không xa,
dường như có một bóng người đứng ở cửa điện, vóc dáng yểu điệu, có vẻ là nữ, đang lẳng lặng nhìn y. Hộc, hộc, hộc. Hứa Ứng thở từng hơi một, đột nhiên giơ tay phải lên, hai ngón tay cắm vào hốc mắt mình. À. Y nghiêng đầu gầm lên một tiếng, móc hai con mắt của mình ra, lập tức cắn đứt đầu lưỡi, đâm điếc lỗ tai. Lỗ mũi và miệng của y cũng nối liền lại, phong bế hoàn toàn, biến thành một gương mặt như tờ giấy trắng. Hứa Ứng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, không thể thở nổi. Y bước từng, bước một ra ngoài. Kim đan của y dần dần bị ô nhiễm, đã không còn ánh sáng. Năm tòa tiên sơn cũng mục nát, cây cối héo úa, thiên hà hóa xanh, từng tàng trùng thiên rời rạc. Nguyên khí của y suy kiệt, cánh cửa huyền quan rỉ sét, từng tòa động thiên nhanh chóng mục nát, tu vi của y biến mất. Hứa Ứng tiếp tục đi tới, dắt theo Thời Vũ Tình cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy như y, đi về phía bóng tối không xác định. Trong thành trấn không nhìn thấy này, có từng người như bọn họ, đứng đó như ngựa gỗ. Bọn họ cũng giống như Hứa Ứng, phong ấn bản thân lại, để ngoại tà không thể xâm nhập, nhưng bọn họ không thể ra ngoài thành trấn này. Cuối cùng bọn họ không hề nhúc nhích, như biến thành tảng đá. Hứa Ứng vẫn đang đi về phía trước, tránh khỏi những người như tảng đá này. Y nhất định phải dẫn Thời Vũ Tình ra khỏi tòa thành này, y không muốn ở lại đây vĩnh viễn. Ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, ta còn ký ức chưa tìm lại, ta còn chưa tìm thấy quê hương. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, lúc này y chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, mà phải ra khỏi tòa thành bị tiên đạo nhiễm bẩn, không khác gì nằm mơ nói mộng. Huống chi y còn dẫn theo một người khác. Đột nhiên, Hứa Ứng đâm phải một người. Trong lòng y trầm xuống, đáng lẽ ra y không đâm vào người khác mới đúng, y đã ghi nhớ con đường phía trước, ghi nhớ vị trí mỗi người. Y đi theo trí nhớ của mình, không thể sai lầm được, nhưng sai lầm vẫn xảy ra. Hứa Ứng ổn định tâm thần, tiếp tục bước chân, lách qua người kia đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, y đâm vào tường. Hứa Ứng dừng bước, khóe mắt run rẩy. Tuy con mắt y đã mù nhưng trong đầu có bản đồ rõ ràng, trên bản đồ có con đường, ghi lại vị trí mỗi người. Bây giờ tấm bản đồ này đã mơ hồ, rối loạn, trên trán y đổ mồ hôi lạnh. Tỉnh táo, tỉnh táo, y thầm nhủ, lúc này tuyệt đối không được hoảng loạn. Hoảng loạn sẽ lại phạm sai lầm, còn sai lầm nữa có lẽ sẽ vĩnh viễn không cách nào ra khỏi thành trấn này. Y lần mò đi về phía trước, đụng phải người khác, người bị y đụng như tỉnh lại, cũng bắt đầu đi lại, lại đụng vào người khác. Dần ra, đường phố náo nhiệt hẳn lên, người người đi qua đi lại, không ngừng va chạm. Hứa Ứng giơ một tay dò đường, khó nhọc đi tới, không biết lần mò bao lâu, có lẽ một ngày, cũng có thể là 10 ngày, thậm chí là một tháng. Y không thấy bất cứ thứ gì, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, thời gian dường như không còn ý nghĩa. Y chỉ biết đi về phía trước, tiếp tục thăm dò phía trước. Lúc này y sờ được một bức tường lạnh buốt, Hứa Ứng dừng tay, bước chân cũng ngừng lại. Bức tường lạnh buốt này trông không giống tảng đá, cũng không phải khúc gỗ, chắc là đồng hay sắt, có cảm giác của kim loại. Trên tường còn có hoa văn kỳ lạ, hoa văn không ngừng biến đổi, như rắn trườn, lại như nòng nọc. Bàn tay Hứa Ứng run rẩy một chút, y nhận ra được đây là tiên điện bằng đồng xanh kia. Y đi một vòng, lại, trở lại bên cạnh tiên đồng xanh. Y run rẩy sờ soạng bốn phía, tìm thấy một cánh tay của chủ nhân kia cũng giống như y, cũng mò tới tiên điện đồng xanh này. Có điều chủ nhân của cánh tay như đã hóa đá, cứng đờ ở đó, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng tiếp tục tìm tòi dọc theo tiên điện đồng xanh, càng chạm vào nhiều cánh tay hơn. Bốn phía xung quanh tiên điện đồng xanh là một loạt những người không mặt mũi. Khi lần mò tới tòa tiên điện đồng xanh này là họ đều chìm vào tuyệt vọng, không động đậy được nữa, đứng đờ tại đó như tượng gỗ. Hứa Ứng tiếp tục lần mò về phía trước, dần dần rời khỏi tiên điện đồng xanh. Những người kia từ bỏ nhưng y vẫn không từ bỏ, y muốn lần mò tiếp, mãi tới lúc tìm được đường ra. Không biết bao lâu sau, có lẽ một ngày, cũng có thể là 10 ngày, thậm chí là một tháng, y lại chạm vào tiên điện đồng xanh, y lại trở về điểm ban đầu. Thân thể Hứa Ứng run rẩy kịch liệt, y bất lực ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu của mình. Y không hề nhúc nhích, hệt như những người đã tuyệt vọng xung quanh, cũng chìm vào tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, y lại đứng dậy, dắt Thời Vũ Tình tiếp tục đi tới, lại lần mò. Ta cần có mắt. Hứa Ứng dừng bước, thầm nhủ trong lòng, muốn ra ngoài thì ta buộc phải có một đôi mắt.
y đã không còn bất cứ pháp lực nào, kim đan cũng bị vấy bẩn, từng cảnh giới như mục nát, tất cả đạo tượng của y đều không thể sử dụng. Động thiên của y cũng bị nhiễm bẩn, bất cứ tiên dược nào cũng mất tác dụng nguyên bản, y không thể khiến con mắt mình mọc ra. Y đột nhiên nhớ tới lúc Địch Võ Tiên ngắt hoa, Địch Võ Tiên chỉ là một võ phu, chưa từng học luyện khí, cũng chưa từng học na pháp, lại không biết bất cứ đạo tượng nào. Nhưng Địch Võ Tiên bẻ hoa trồng lê, lại khiến cây lê trở lai thành cành, cắm vào cây. Tu vi võ đạo như vậy đã là đoạt cả thiên địa tạo hóa. Nếu Địch Võ Tiên ở đây, ngay cả tiên đạo cũng không thể phong bế được hắn. Tất cả thần thông đều bắt nguồn từ võ, con người phản kháng tự nhiên, phản kháng thiên đạo, phản kháng bạo ngược, rèn luyện thân thể và ý chí mới khiến thần thông sinh ra từ võ đạo. Hứa Ứng đứng đó, vận tinh thần võ đạo, thiêu đốt ý chí võ đạo. Y dắt giải lụa buộc tay thời Vũ Tình ở bên hông, chậm rãi thi triển chiến thần bát pháp, từng chiêu nối tiếp nhau, rành mạch rõ ràng. Võ đạo chính là chiến đấu với thiên địa, vật lộn với tự nhiên, chính là hành hiệp trượng nghĩa, phản kháng bạo ngược. Võ đạo không chỉ khui rèn thân thể mà còn mài giũa tinh thần, khiến tinh thần đột phá tất cả áp bức, đột phá tất cả gông cùng xiềng xích. Lúc trước Hứa Ứng cũng tu luyện võ đạo. Trong võ đạo Bỉ Ngạn, y dùng tốc độ nhanh nhất học xong toàn bộ tuyệt học ở nơi đó, nhưng tu vi võ đạo y vẫn chưa đạt tới trình độ của đám người Địch Võ Tiên, Võ Thiên Tôn. Y chưa thể dùng võ nhập đạo, cũng chưa thể dùng võ hóa đạo. Còn bây giờ, y đối mặt với tuyệt cảnh, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của đám người Võ Thiên Tôn, Địch Võ Tiên khi đối mặt với chiến trường Thái Cổ. Kiên trì, thủ hộ, là chấp nhất và chính nghĩa trong lòng, không sợ tất cả, vĩnh viễn không từ bỏ. Cho dù là tiên, cho dù là tiên đạo, đè lên người y thì y cũng lật tu, cũng muốn đập nát. Ý chí của y đi đầu, ý chí kéo theo thân thể, tới thể hiện ý chí, viết ra suy nghĩ trong lòng mình. Chương 424, Thảm án kiếm môn, 1. Tinh khí thần của y ngưng tụ cao độ, khí huyết cũng dần dần vận chuyển tốc độ càng lúc càng tăng nhanh, trong cơ thể phát ra tiếng vang mênh mông của thiên hà. Nương theo quyền cước của y, trưởng phong của y từ từ hóa lớn, kinh lực đánh ra càng lúc càng xa. Hứa Ứng cứ như dần dần khôi phục tu vi, quyền cước như có được thần thông, uy lực càng lúc càng mạnh. Dần dà, thiên hà mục nát của y lại khôi phục sức sống, khiến khí huyết thông suốt, thiên sơn như được gột rửa. Khu vực hy di của y, lớp mục nát trên ngũ nhạc tiên sơn rơi rụng, cỏ cây gặp ngày xuân, lại xanh tươi tốt. Tu vi của y vẫn bị tiên đạo trấn áp, thần thức vẫn bị tiên đạo ảnh hưởng, kim đan vẫn im lặng. Nhưng một luồng lực lượng khác không bị tiên đạo trấn áp lại thức tỉnh, theo ý chí và tinh thần của y lớn mạnh, nó cũng không ngừng lớn mạnh. Ù. Khí huyết của Hứa Ứng xung kích biển lửa và đại dương, khiến tam muội chân hỏa và tam muội thần thủy lại tỏa ra sức sống, kim đan lại bay lên từ trong lô đỉnh, tỏa ra vạn luồng hào quang. Võ đạo kim đan không có pháp lực, không có thần thức. Hôm đó Địch Võ Tiên dùng võ hóa đạo, ta có thể làm được như vậy không? Kim đan của Hứa Ứng chiếu rọi, bay lượn trong cơ thể. Kim đan phi hành lên trên, xoay tròn quanh hai mắt hai tai y, dần dần con mắt y bắt đầu mọc ra, chẳng bao lâu sau đã mọc lại như cũ, khôi phục thị giác. Màng nhĩ của y cũng phục hồi, hai tai khôi phục thính giác. Võ đạo kim đan vận chuyển tới lỗ mũi cũng được tạo ra. Tiên điện kia vẫn trấn áp tu vi khác của y, nhưng cuối cùng y đã có thể dùng võ hóa đạo, đột phá trấn áp và ảnh hưởng. Hứa Ứng cởi giải lụa bên hông ra, nắm lấy cổ tay thời Vũ Tình, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Y né tránh những người cản đường, tránh khỏi những sinh vật vặn vẹo khó tả, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt. Tiên đạo vẫn đang xâm lấn tai mắt mũi miệng của y, khiến dạ dày của y sinh trưởng như mãng xà, nhưng dưới hào quang của võ đạo kim đan, ảnh hưởng của tiên đạo càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng Hứa Ứng cũng chạy ra khỏi tòa thành này, ảnh hưởng của tiên điện đồng xanh đối với y cũng hạ xuống thấp nhất. Võ đạo kim đan xoay tròn vù vù xung quanh y, loại trừ ảnh hưởng trên thân thể, rồi lập tức bay vào khu vực hy di của y. Hào quang kim đan quét qua mọi nơi, tất cả mục nát nhanh chóng biến mất, cả cảnh giới luyện khí lẫn thân thể lục bí đều khôi phục bình thường. Tu vi của Hứa Ứng khôi phục, nguyên khí căng tràn bành trướng, kim đan cũng tỏa hào quang rực rỡ. Đột nhiên trong thành có tiếng hô nhẹ, như tiếng trầm trồ thán phục khi thấy y có thể lao ra ngoài vòng ảnh hưởng của thiên địa. Trong lòng Hứa Ứng máy động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc tòa tiên điện đồng xanh ở phía xa.
Trước khi ta hủy hai mắt có thấy loáng thoáng trong tiên điện có một nữ nhân, chẳng lẽ là cô ấy? Trầm trồ. Hứa Ứng suy nghĩ một hồi, thầm nhủ trong lòng, cô ấy là tiên tử bị đầy xuống trần gian à? Y lập tức quên sạch chuyện này, thầm nghĩ, cho dù là tiên tử cũng là loại tà ác không gì sánh được, làm vấy bẩn vọng hương đài, khiến cho không biết bao nhiêu người mất mạng. Y tế kim đan lên, giúp Thời Vũ Tình loại trừ một chút tiên đạo xâm lấn. Thời Vũ Tình bị tiên đạo ô nhiễm không nhiều, dù sao bọn họ chỉ bị nhốt trong thành hơn 10 ngày, không phải quá lâu. Nếu giống như những người trong thành, bị ô nhiễm không biết bao nhiêu năm, vậy thì võ đạo kim đan của Hứa Ứng cũng không trừ được. Hứa Ứng luyện hóa tiên đạo xâm lấn giúp thiếu nữ, sau đó mới điều động hoạt tính nê hoàn, khôi phục tai mắt mũi miệng cho cô. Thời Vũ Tình mơ màng tỉnh lại, cứ như cách cả một đời, nói, ngươi dẫn ta ra ngoài rồi. Chẳng lẽ ta nằm mơ? A Ứng, hình như khí chất của ngươi hơi khác lúc trước. Hứa Ứng thản nhiên nói, qua 2 tháng rồi nên anh tuấn hơn một chút. Thời Vũ Tình đi tới trước mặt y, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi lắc đầu khẳng định, làm gì có, vẫn đen như trước. Chắc chắn là khí chất của ngươi tăng lên. Hứa Ứng giơ tay kéo Thời Vũ Tình lại, trừng mắt nhìn cô, ngươi nhìn lại đi. Ánh mắt Thời Vũ Tình đối diện với gương mặt y, đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi nói, không có thật mà. Hứa Ứng nửa tin nửa ngờ. Thời Vũ Tình vội vàng đi về phía trước nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Hứa Ứng cũng đi tới, Thời Vũ Tình lén lút quan sát một góc gương mặt thiếu niên, thầm nghĩ, nhìn kỹ lại thì càng lúc càng thấy thuận mắt. Ai ra, sao ta lại suy nghĩ lung tung như vậy? Ta đã hơn 3.000 tuổi, hắn mới 10 mấy tuổi. Trong lòng cô lại không khỏi nghĩ lung tung, nếu ta mà cùng với hắn ấy, chẳng phải sẽ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ à? Mắc cỡ chết mất thôi. Cô đột nhiên dậm chân hai cái, gương mặt đỏ bừng. Hứa Ứng phát hiện hành động lạ của thiếu nữ, thầm nghĩ, lực chân của Vũ Tình thật lợi hại, tảng đá vừa rồi cũng bị cô ấy đạp vỡ, không hổ là trưởng môn nhân của kiếm môn. Đúng rồi, chắc trong kiếm môn của chúng ta có rất nhiều lăng mộ sư tổ. Thân là danh môn đại phái, chắc lúc chôn cất các sư tổ kiếm môn sẽ không keo kiệt đâu. Suy nghĩ trong lòng y cũng kéo đi miên man, ta là thái thượng trưởng lão, vào trong mộ tiếp đón các đời sư tổ, chắc không ai nói gì được. Các đời sư tổ thấy ta tuổi trẻ tài cao, ban cho vài món pháp bảo làm quà gặp mặt, chắc cũng hợp tình hợp lý. Hứa Ứng nghĩ tới đây lại dầu dĩ không thôi, quên mất tiêu. Đáng lẽ phải kiếm một cái thái thượng trưởng lão Nga Mi ở chỗ nhạn, không thành, thế là có thể quang minh chính đại tới bái kiến các đời sư tổ, nhận ít quà ra mắt được rồi. Hai người men theo chân núi đi lên, Hứa Ứng vừa đối chiếu với bản đồ vừa quan sát sông núi xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ về phía trước, cười nói, ta từng tới nơi này. Đi thêm một quãng nữa là chỗ ở của Viên Thiên Cương. Y quay đầu nhìn lại, tòa thành nhỏ kia và tiên điện đồng xanh đã bị che khuất ra tay làn sương màu xanh, không thấy tăm hơi. Có lẽ trong vọng hương đài còn rất nhiều nơi tương tự. Hứa Ứng dở bản đồ ra xem, sư tổ đời đầu của Thục Sơn kiếm môn vẽ lại địa hình vọng hương đài, có rất nhiều cấm địa, NHC rốt cuộc cấm địa này ra sao? Phải chăng cũng giống như tiên điện đồng xanh, cũng là tiên đạo xâm lấn, gây ra ô nhiễm? Nếu vậy thì đúng là kỳ quái. Hứa Ứng giơ tay trải bản đồ ra, trên bản đồ vọng hương đài được đánh dấu rất nhiều vòng tròn chu sa, nhìn mà giật mình. Nếu những nơi này đều có tiên đạo ô nhiễm, thế thì nhiều tới quá mức. Vũ Tình, chép cho ta một bản sao bản đồ này. Hứa Ứng nói. Thời Vũ Tình gật đầu nói, A Ứng, gọi ta Thái Thượng Sư Thúc A Ứng. Thời Vũ Tình lườm y một cái, cười nói, A Ứng Sư Thúc, Viên Thiên Cương là ai? Nghe giọng điệu ngươi có vẻ rất tôn sùng hắn. Hứa Ứng thản nhiên nói, kiếm pháp của ta nhập môn chính là nhờ cõng hộp kiếm của hắn mà tìm ra đường vào cửa. Năm xưa hắn xuất kiếm chém Long Thần, cảnh tượng đó đến giờ ta vẫn khó quên. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425: Thảm án kiếm môn 2. Viên Thiên Cương xuất kiếm chém thần long do cả dãy núi biến thành thực lực cực kỳ cường đại. Chém thần long, tắm long huyết, đây là một trải nghiệm khiến Hứa Ứng khó mà quên được. Thời Vũ Tình kinh ngạc, đời sau cũng có luyện khí sĩ như vậy à? Hứa Ứng lắc đầu nói, hắn không phải luyện khí sĩ mà là na sư, hắn là một na tiên tu luyện kiếm thuật.
gương mặt Thời Vũ Tình lóe lên sát cơ, hóa ra là một tên ma đầu ngoại đạo. Hứa Ứng giật nảy mình, vội vàng nói, thế nào là ma đầu ngoại đạo? Cái gọi là ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, ai ai cũng có thể diệt trừ. Vầng trăng sau lưng Thời Vũ Tình lóe sáng, cô thản nhiên nói, đám ma đồ ngoại đạo này chính là tà ma, đã tồn tại từ thời Đại Chu rồi. Không buồn cảm ngộ thiên địa đại đạo, không chịu nghiên cứu đạo pháp, chỉ dựa vào bí tàng mở trong cơ thể, cấu kết với lực lượng tà ác ngoại vực để có được thần thông. Chính vì vậy, bọn chúng được gọi là ngoại đạo, dị đạo. Cô nói đầy ẩn ý, A Ứng sư thúc, ngươi còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không được để ngoại đạo mê hoặc, theo đuổi lực lượng mà lạc lối. Hứa Ứng nghẹn họng nhìn Chân Chân. A Ứng, Thời Vũ Tình lóe lên ánh sáng lạnh, sắc khí lẫm liệt nói, năm xưa Thục Sơn kiếm môn ta từng tham gia trận chiến giữa chính đạo và ngoại đạo. Trận phân tranh đó suýt nữa khiến Thục Sơn kiếm môn ta diệt vong. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Thời Vũ Tình nói, khi trước Na Pháp lưu hành, không ai có thể độ kiếp phi thăng, bởi vậy có lời đồn mê hoặc lòng người, nói cái gì mà có thể thành lập tiên giới cõi nhân gian, trường sinh bất tử. Không ít người trong kiếm môn ta bị mê hoặc, số người tu luyện Na Pháp càng lúc càng nhiều, tạo thành tình thế đối lập với chính thông. Phái Na Tiên và phái chính thống thường xuyên luận bàn với nhau, nhưng dần ra từ đồng môn luận bàn lại hóa thành hạ tử thủ. Hứa Ứng mới lên làm thái thượng trưởng lão được 2 tháng, đương nhiên không biết những chuyện này, nghe tới mức ngây ngẩn, nói chắc chắn phái chính thống không đánh được phái Na Tiên. Làm sao ngươi biết? Thời Vũ Tình kinh ngạc nhìn y, một lúc lâu sau mới nói, đúng là phái Na Tiên hết sức lợi hại, dũng mãnh phi phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa Na Pháp và Pháp môn luyện khí hỗ trợ lẫn nhau, hai bên phối hợp khiến tốc độ luyện khí cũng tăng lên nhiều. Vốn dĩ luyện khí chính thống muốn tu luyện từ thải khí kỳ tới phi thăng kỳ cần 2 đến 3 ngàn năm. Cô giơ đầu ngón tay, đếm một cái là gập một ngón tay nói, luyện khí sĩ tu luyện cần tìm kiếm địa điểm phi thăng, thu thập linh dược, luyện chế đại dược đột phá hạn chế cảnh giới, tìm kiếm các loại cơ duyên, còn phải tu bổ hồn phách, qua từng cửa ải quan ải, có thể đột phá hay không còn phải xem vận may. Hứa Ứng nói, phái Na Tiên thì không cần, trong cơ thể của bọn họ có tiên dược lục bí, không cần đi tìm những cơ duyên đó. Thời Vũ Tình liếc mắt nhìn y, lộ vẻ ngờ vực. Hứa Ứng vội vàng nói, ta là luyện khí sĩ chính thống, tuyệt đối không liên quan tới ngoại đạo. Thời Vũ Tình tiếp tục nói, luyện khí sĩ tốn 2-3 ngàn năm mới có thể tu luyện tới phi thăng kỳ, phái Na Tiên thì 2-300 năm là có thể tu luyện tới phi thăng kỳ. Phái chính thống vốn còn chiếm thượng phong, về sau không chọi lại. Phái Na Tiên chỉ mất 200 năm là có thể tạo ra một đại cao thủ phi thăng kỳ, tự xưng là Na Tiên bất tử bất diệt. Của hỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua tích lũy mấy ngàn năm của phái chính thống. Trong nội bộ kiếm môn chúng ta, tranh chấp na khí càng lúc càng kịch liệt, hai bên sống mái với nhau, tổn thất không ít người. Phái chính thống bị đánh tới mức tử thương nặng nề, mắt thấy kiếm môn ta sắp sa sút, chuyển sang tu luyện Na Pháp, đột nhiên một chuyện kỳ quái lại diễn ra. Hứa Ứng nghi hoặc, chuyện kỳ quái gì? Thời Vũ Tình sắc mặt sợ hãi, giọng nói cũng khàn khàn, chỉ trong một đêm, phái Na Tiên chết sạch. Hứa Ứng lảo đảo. Chỉ trong một đêm mà tất cả bọn họ đều chết hết, biến thành từng tấm da người, không cơ thể không còn bất cứ máu thịt gì, không còn nguyên thần, thậm chí khu vực hy di cũng trống rỗng. Thời Vũ Tình lộ rõ vẻ hoảng sợ, bọn họ bay phất phơ trên trời, bồng bềnh ở nơi đó, sau ót có một vệt ánh sáng. Cứ như bọn họ bị thứ gì đó ăn thịt, ăn sạch sành xanh. Cô dùng mình mấy cái, lẩm bẩm, ta nhớ buổi sáng hôm đó, ta vừa dậy tu luyện, các sư huynh sư tỷ ai cũng mang vẻ sợ hãi. Những cao thủ tuyệt thế thực lực cường đại vô biên lại biến thành từng tấm da người. Kiếm môn có 72 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có từng tấm da na sư trôi nổi bồng bềnh, bị ánh mặt trời chiếu xuống, khiến trên núi như có từng cái đèn lồng da người trôi lơ lửng. Hứa Ứng tưởng tượng cảnh đó, không khỏi tê dại ra đầu. Thục Sơn kiếm môn tu luyện Na Pháp, dẫn tới thực lực môn phái tăng mạnh, nhưng lần đó lại bị người khác cắt rau hẹ, suýt nữa diệt môn. Mấy lão già trồng rau hẹ thời thượng cổ thật quá đáng, nhổ cả rễ rau hẹ luôn. Hứa Ứng thẩm nghĩ. Cao thủ may mắn sống sót của kiếm môn đành phải hạ sát lệnh, trong kiếm môn ai dám tu luyện Na Pháp thì lập tức thanh lý môn hộ, hình thần câu diệt. Sư môn nói những người này đã rơi vào ma đạo, chỉ muốn luyện nhanh nên bị người ta coi như thịt cá. Thời Vũ Tình liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, ánh mắt có vẻ nghi hoặc,
nói: "A Ứng sư thúc không tu luyện na pháp đấy chứ?" "Không có." Hứa Ứng quả quyết nói. Thời Vũ Tình thầm vui mừng, cười nói: "Ta thấy A Ứng sư thúc là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không tu luyện loại pháp thuật ngoại đạo này." Hứa Ứng cười ha hả, đề nghị: "Chúng ta đi vòng qua bên cạnh đi, đừng gặp Viên Thiên Cương, ta với hắn không quá quen." Y vừa dứt lời đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hứa tiểu hữu đấy à? Nhiều năm rồi không gặp, sao trông ngươi vẫn giống hệt như lúc trước?" Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng gọi, chỉ thấy một nam nhân vóc dáng khôi ngô để râu quai nón đang đứng trước một căn nhà gỗ, lưng cõng bọc hành lý, chính là Viên Thiên Cương. Hứa Ứng đành phải đáp lời: "Hóa ra là Viên tiên sinh." "Viên tiên sinh định đi đâu vậy?" Viên Thiên Cương đi lên phía trước, cười nói: "Trước khi đi vào Vọng Hương Đài, ta đã tính được thiên hạ sẽ có biến hóa, thời cơ trường sinh sẽ xuất hiện sau 600 năm. Vì vậy trước khi hao hết tuổi thọ, ta đã vào Vọng Hương Đài tránh né, lặng lẽ chờ thời cơ. Bây giờ 600 năm đã qua, cuối cùng cũng tới lúc thời cơ trường sinh giáng lâm. Vì vậy ta muốn xuất sơn, tìm kiếm thuật trường sinh." Hắn cười ha hả nói: "Ta tránh né ở đây 600 năm, khách câu cá cũng không dám vào đây câu ta, khiến ta sống thêm được 600 năm. Hứa Ứng thầm chấn động nói: "Tu sĩ thần cơ diệu toán." Thời điểm Viên Thiên Cương rời khỏi Vọng Hương Đài cực kỳ xảo diệu, chính là khi na pháp và luyện khí đại dung hợp. Hắn vốn là na tiên, rơi vào cạm bẫy của na tiên, trở thành thịt cá trên thớt gỗ của khách câu cá. Nhưng hắn lại trốn trong Vọng Hương Đài tránh tử vong, hắn lặng lặng chờ đợi 600 năm, lần này rời khỏi Vọng Hương Đài, chỉ cần tu luyện pháp môn luyện khí là có thể tăng cường tuổi thọ 3.000 năm. Chương 426: Thảm án kiếm môn 3. Tuy tăng cường tuổi thọ 3.000 năm không phải là bất tử, nhưng dù sao cũng có thêm rất nhiều khả năng. Chính vì vậy, Hứa Ứng mới khen hắn thần cơ diệu toán. Viên Thiên Cương cười nói: "Ta vốn là na tiên, giỏi về thuật số, biết sơ qua về tính toán." Thời Vũ Tình nghe thấy hai chữ na tiên là không khỏi nảy sinh địch ý, thản nhiên nói: "Viên tu sĩ tránh được nhất thời, đâu tránh được cả đời, sao không phế bỏ tu vi này, chuyên tu chính đạo?" Viên Thiên Cương coi như không nghe thấy, cười nói: "Bây giờ na khí kiêm tu mới là chính đạo để phi thăng. Ta quan sát dấu hiệu trên bầu trời, tính toán được sau khoảng 100 năm sẽ là lúc tiên giới, nhân gian, thiên giới và cõi âm cách nhau gần nhất, khiến cho các giới nổi sóng. Đây là thế đại biến, na tiên và luyện khí sĩ tranh nhau đường sống, nếu bảo thủ thì bất luận tổ tiên vinh quang thế nào, cũng phải thua trước cơn sóng chiều này, bị sóng chiều cọ rửa mai một." Thời Vũ Tình nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn, ngấm ngầm chế nhạo, bèn nói: "Na pháp là ngoại đạo, làm áo cưới cho kẻ khác. Tu luyện na pháp thì có chết thế nào cũng không biết, thân thể không còn, làm sao tranh đường sống?" Viên Thiên Cương nói: "Vài vạn năm trong quá khứ đã chứng minh luyện khí sĩ thuần túy là không có tiền đồ. Cô nương, cô là đệ tử của danh môn đại phái thời thượng cổ, được các sư tổ tập hợp lực lượng bảo toàn sinh mạng, mong có ngày phục hưng. Nếu đầu óc cứ cứng nhắc như vậy, sống trong thế giới thay đổi mà bản thân không biết ứng biến, ta cảm thấy chẳng thà sư tổ môn phái ngươi phong ấn một tảng đá, thế còn tốt hơn mà gánh một tảng đá trên cổ." Thời Vũ Tình nổi giận, tế Hạo Nguyệt Luân ra, kiếm khí hùng hồn trong Hạo Nguyệt Luân lập tức bắn ra, lại phóng thích một luồng kiếm quang kịch liệt không gì sánh được, quét ngang hết thảy. Kiếm khí cấp độ đó, ngay cả Hứa Ứng chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng. Viên Thiên Cương cười ha hả, bay lên không trung, nhảy vào bóng tối. Thời Vũ Tình tay kết kiếm quang, giơ tay chỉ lên, chỉ thấy vầng trăng bay tới không trung, quét sạch bóng tối, từng luồng kiếm khí kịch liệt rực rỡ cắt tan áng mây trên bầu trời. Kiếm khí xoay tròn quanh người Viên Thiên Cương rồi bắn thẳng ra, va chạm với kiếm khí khổng lồ của Hạo Nguyệt Luân. Đột nhiên từng luồng kiếm khí phá tan kiếm khí trong Hạo Nguyệt Luân, Viên Thiên Cương vươn người xâm nhập vào trong Hạo Nguyệt Luân. "Chẳng trách ta lĩnh ngộ 600 năm mà mãi vẫn không tìm hiểu được ảo diệu của kiếm đạo, hóa ra là vậy." Nam nhân để râu quai nón lượn một vòng trong Hạo Nguyệt Luân, quan sát các loại ảo diệu đó rồi xé gió bay đi, cười dài nói: "Ta im ắng suốt 600 năm, quả nhiên đã chờ được tới lúc chuyển vận. Đa tạ cô nương truyền thụ." Thân hình của hắn hóa thành một luồng kiếm quang, đâm xuyên qua tầng mây âm u, biến mất không còn tăm hơi. Giọng nói từ xa vọng lại: "Nếu cô nương muốn na khí kiêm tu, có thể hỏi thăm bậc thầy về na pháp bên cạnh người. Trên người hắn có pháp môn tránh né khách câu cá." Thời Vũ Tình thu hồi Hạo Nguyệt Luân, nghi hoặc nói:
bậc thầy Na Pháp bên cạnh ta. Chẳng lẽ là... Cô nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng sắc mặt như thường. Giải thích, Vũ Tình, các ngươi mới gặp nhau lần đầu, chẳng hề quen biết, sao lại nghe hắn nói linh tinh. Thời Vũ Tình cười tủm tỉm nói, hắn thần cơ diệu toán, ngươi nói mà. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, hắn tu luyện Na Pháp ngoại đạo, thần cơ diệu toán cũng không chuẩn. Tu luyện ngoại đạo sẽ biến thành ra người. Trưởng môn, ngươi không động não à, làm vậy là trái tổ huấn đấy. Ánh mắt Thời Vũ Tình nhấp nháy, nhưng hình như Na Pháp ngoại đạo không đến nỗi kém cỏi. Viên Thiên Cương vừa rồi chẳng hạn, kiếm thuật của hắn cực kỳ cao minh, không kém gì ta. Mà tu vi của hắn cũng cực kỳ thâm hậu, ngay cả Hạo Nguyệt Luân cũng bị hắn trấn áp. Hứa Ứng thần sắc nghiêm nghị, Thời trưởng môn, cô đã quên thảm án tranh chấp na khí của kiếm môn ta năm xưa rồi à? Cô quên bài học bằng máu của các sư thúc sư bá rồi sao? Cô quên những chiếc đèn lồng ra người à? Cô làm vậy có xứng với liệt tổ liệt thông không? Thời Vũ Tình sợ hãi, hoảng hốt nói, không phải ta muốn làm trái tổ huấn, chẳng qua ta cảm thấy Viên Thiên Cương nói cũng có lý. Nếu có thể tránh né khách câu cá, không bị ăn thịt, đâu phải không thể học na pháp. Hứa Ứng quát, ngươi còn dám nghĩ, nghĩ cũng không được. Vũ Tình biết sai, đợi đã. Thời Vũ Tình bỗng tỉnh ngộ, sắc mặt tức giận, cười lạnh nói, hình như vừa rồi có gì đó không đúng. Rõ ràng là ta đang ép hỏi ngươi vì sao hắn lại nói ngươi là bậc thầy na pháp. Sao lại biến thành ngươi ép hỏi ta? Rốt cuộc có phải ngươi lén lút tu luyện na pháp ngoại đạo không? Tuyệt đối không có việc này. Hứa Ứng quả quyết lắc đầu, sắc mặt nhã nhặn nói, cô đừng nghĩ linh tinh, ta là thái thượng trưởng lão, làm sao lại tu luyện na pháp ngoại đạo được? Thời Vũ Tình nửa tin nửa ngờ nói, năm xưa khi na khí tranh chấp, ta cũng ở trên núi, ta cũng gặp các sư thúc sư bá tu luyện na pháp kia, cho dù bị thương rất nặng cũng có thể tự lành. Có phải khi cứu ta ngươi đã dùng thủ đoạn này không? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta dùng linh đan đặc biệt chữa trị thương thế cho ngươi. Thời Vũ Tình nói, pháp lực của ngươi cực kỳ thâm hậu, có thể tế cả 24 viên Sơn Hà Hạo Nguyệt Châu, đổi lại là chắc tế không nổi. Vì sao pháp lực của ngươi lại dồi dào như vậy? Hứa Ứng nói, pháp lực của ta thâm hậu là vì tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi. Thời Vũ Tình thầm khó chịu nói, thần thức của ngươi cũng mạnh hơn ta. Hứa Ứng nói, tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi, cho nên mạnh hơn ngươi. Thời Vũ Tình trong lòng không phục, thân thể của ngươi cũng mạnh hơn ta. Hứa Ứng nói, cũng là vì tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi. Thời Vũ Tình càng không phục, thầm nghĩ, nếu ta cũng học được na pháp, chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn chút nào, chỉ có mạnh hơn hắn. Đột nhiên trong lòng cô cực kỳ sợ hãi, ta làm sao thế này? Chẳng phải lúc trước ta hận na pháp thấu xương à? Sao đột nhiên lại muốn tu luyện na pháp? Ta bị người khác thay đổi tư tưởng rồi. Cô nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, không rét mà run. À, lại bị hắn âm thầm thay đổi tư tưởng. Đợi đã, hình như hắn có khuyên ta tu luyện na pháp đâu. Cho dù thế hắn vẫn thay đổi được tư tưởng của ta. Na pháp quả nhiên là ngoại đạo, quả thật là tà ma. Hai người một trước một sau, cuối cùng cũng đi tới biên giới Vọng Hương Đài, Ngoan Thất thấy Nại Hà và cầu Nại Hà. Vô số quỷ hồn đứng trên cầu Nại Hà, ngây ngốc xếp thành hàng, đi thẳng về phía trước. Hứa Ứng cũng đứng vào hàng, nhắm mắt đi theo đội ngũ. Thời Vũ Tình lòng đầy tâm sự đi theo y, cũng không nói một câu. À Ứng, à Ứng. Dưới cầu vang lên tiếng hô, Hứa Ứng nhìn xuống dưới cầu, Kim Bất Di bị trói chặt căng, đang từ từ nhích ra ngoài. À Ứng coi chừng, giọng nói của quả chuông vang lên, bà lão ấy rất lợi hại. Ngoan Thất kêu lên, báo thù cho chúng ta. A ba a ba. Một lúc lâu sau, cuối cùng Hứa Ứng cũng đứng trước mặt Mạnh bà, không uống trà mà cung kính nói, tiền bối, lần này vãn bối đến đây có việc muốn nhờ. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, đàm phán với Mạnh bà, 1. Thời Vũ Tình âm thầm chọc vào eo Hứa Ứng, nhỏ giọng hỏi thăm, A Ứng sư thúc, bà lão bán trà mà ngươi muốn ta liên thủ để đối phó, chính là Mạnh bà. Hứa Ứng ra vẻ nghiêm túc đáng tin cậy, hạ thấp giọng nói, không phải, ngươi đừng chọc vào eo ta. Thời Vũ Tình nói, ngươi còn định cưỡng ép, sợ đánh không lại bà ta nên muốn ta giúp ngươi. Ta nói không phải rồi mà, ngươi đừng đoán mò, ta có nói thế đâu. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Mạnh bà nâng cặp mắt già nua lờ đờ lên, quan sát y vài lần rồi nhếch miệng cười nói, đến đây uống trà, lấy trà, đi ngang qua, còn có kẻ muốn giết lão thân đang treo dưới cầu nữa. Lão thân gặp những người này nhiều rồi, nhưng hiếm có ai đến đây hỏi chuyện. Lão thân chỉ bán trà ở đầu cầu, có thể làm được gì cho công tử kia chứ? Công tử uống trà đi. Bà lão đẩy bát trà tới trước mặt Hứa Ứng, rót nước trà ngon vào. Thời Vũ Tình lập tức căng thẳng hẳn lên, ngón tay chọc vào eo Hứa Ứng như mưa, hạ thấp giọng nói, đừng uống, uống vào là toi đấy. Toi rồi. Hứa Ứng cầm bát trà lên uống một hơi cạn sạch. Thời Vũ Tình lộ vẻ tuyệt vọng, dậm chân nói, sao ngươi lại uống? Lần này toi thật rồi. Hứa Ứng buông bát trà xuống nói, hơi nhạt một chút. Trưởng môn, đừng chọc eo, đau. Thời Vũ Tình trợn trừng hai mắt, khóe mắt Mạnh bà giật giật, cười nói, ngươi uống xong trà thì đi xuống được rồi. Ta có chuyện muốn mời bà hỗ trợ. Hứa Ứng tiếp tục mỉm cười nói. Mạnh bà dương mắt dò xét y, lại rót một bát trà, hờ hững nói, chuyện gì? Công tử uống trà. Hứa Ứng nâng ấm trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, buông bát trà xuống nói, ta muốn thỉnh giáo bà về thân thế của mình. Xin hỏi bà có biết khu đất Hứa ra không? Khóe mắt Mạnh bà run rẩy, lại rót một bán trà, cười ha hả nói, cứ thử chén trà này xem. Hứa Ứng bưng lên uống. Mạnh bà run tay nói, công tử chờ chút. Bà lão lấy bọc trà ra khỏi ấm, ném xuống Nại Hà, kêu lên, lợi cho ngươi rồi. Trong Nại Hà đột nhiên sóng nước dâng lên, có hắc long chui ra từ dưới nước, hình thể cực kỳ to lớn, uốn lượn như dãy núi chập trùng, há miệng nuốt chửng cái bọc trà rồi chui thẳng vào lòng sông, biến mất không còn tăm hơi. Quả chuông và Ngoan Thất bị treo dưới cầu, Ngoan Thất run lẩy bẩy, quả chuông thấy cọng tiên thảo màu tím cũng run lẩy bẩy. Trong lòng thầm giật mình, ta còn tưởng nó cũng là người cứng rắn như kim gia, không ngờ nó cũng là người rộng rãi thoát tục như ta và Thất gia. Nó lập tức có cảm giác anh hùng gặp anh hùng, không còn căm thù tiên thảo màu tím như trước, cỏ mộ phần đánh Thiền lão tổ, đánh Kim gia, đánh Thất gia, đánh A Ứng, chỉ duy nhất không đánh ta. Có thể thấy anh hùng kính anh hùng, nó cũng cảm nhận được sự bất phàm của ta. Mạnh bà lấy một bọc trà mới ra để vào ấm, bàn tay đặt dưới ấm trà, một luồng u minh quỷ hỏa bập bùng trong lòng bàn tay, phát ra hàn khí âm uy, chậm rãi đun trà. Hứa Ứng lặng lặng chờ đợi. Thời Vũ Tình bất an nhìn sau lưng, chỉ thấy quỷ hồn trên cầu Nại Hà càng lúc càng nhiều. Đây mới là quỷ hồn trên cầu Nại Hà của thế giới nguyên thú. Nếu đưa mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, tên vô số cầu Nại Hà đều có quỷ hồn xuất hiện chờ đợi. Đám quỷ hồn này càng để lâu càng nhiều, xếp hàng càng ngày càng dài, dần ra không nhìn thấy điểm cuối. Số lượng quỷ hồn tăng thêm, cầu Nại Hà cũng tự động dài ra, tự động rộng ra. Mạnh bà cô đặc nước trà trong ấm tới mức chỉ còn lại một bát, chén trà còn tỏa ánh sáng xanh mơn mởn, nước trà sền sệt, tỏa ra một mùi hương khó tả. Thời Vũ Tình chỉ ngửi một tiếng thôi là bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Một loạt quỷ hồn trên cầu dồn dập mê man, ai nấy ký ức tiêu tán, bồng bềnh lướt đi. Công tử uống trà. Mạnh bà đặt ấm trà xuống, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng nói. Hứa Ứng cầm bát trà lên, tay run run, đột nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào trong bụng, Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, đầu óc mê muội, trời đất quay cuồng, bịch một tiếng ngã quỵ xuống. Mạnh bà thở phào một tiếng, cười khà khà nói, ngươi đã uống trà của lão thân vô số lần, có lẽ sẽ có chút sức đề kháng. Nhưng lão thân đổi bọc trà mới thì ngươi không chịu được. Bọc trà của lão thân, một bọc phải hầu hạ 1.6 tỷ cô hồn, ngươi uống một hơi cạn sạch, có thể ngoan ngoãn nhận lấy cuộc sống mới được rồi. Bà lão hừ một tiếng, sắc mặt có vẻ hung ác, mấy tên nhãi nhép phù nghị với Bắc thần tử lại gây thêm chuyện cho ta, không ngờ hắn lại tìm ra nơi này. Bà lão đang định mở hàng tiếp thì đột nhiên thấy cái chân của Hứa Ứng giật giật. Mạnh bà thầm kinh hãi, chỉ thấy Hứa Ứng chậm rãi bò dậy, tay phải day huyệt thái dương, ánh mắt mê man. Ánh mắt Mạnh bà cũng mê man, ngơ ngác nhìn y, trong lòng thầm hô không ổn, chẳng lẽ trà của ta mất hiệu lực, hay là ta nếm thử? Bà lão vội vàng xua tan suy nghĩ nguy hiểm này, tuy nói là mình pha trà, nhưng vạn nhất bản thân mình cũng không chịu nổi, uống xong một bát là quên sạch mọi thứ, thế chẳng phải hỏng bét à? Hứa Ứng lay Mạnh cái đầu, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần. Y khen Mạnh bà, trà mạnh thật, choáng cả đầu. Mạnh bà,
bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tại hạ được chưa? Mạnh Bà sắc mặt âm trầm bất định, đột nhiên cười khà khà nói, lão thân đáp ứng ngươi uống trà là trả lời câu hỏi của ngươi lúc nào. Trà này ngươi thích uống thì uống, không thích uống thì đi, lão thân không ngăn cản ngươi. Con chim này, quả chuông kia, cả rắn với cỏ nữa, ngươi mang hết đi. Kim Bất Di nổi giận, ưỡn ngược người từ dưới cầu lên, mụ già chết tiệt kia, dám lừa thiếu gia nhà ta à? Có tin ta chém chết ngươi không? Quả chuông và Ngoan Thất vội vàng khuyên nhủ, Kim gia, đừng vậy mà. Đừng vậy mà, để lại đường sống cho A Ứng, đừng vậy mà. Hứa Ứng sắc mặt lạnh lùng nhìn Mạnh Bà là tiền bối, chắc từng gặp ta trong quá khứ, ngươi cũng nên biết, ta sẽ không bị nhốt vĩnh viễn. Bàn tay Mạnh Bà run rẩy, sắc mặt âm trầm bất định. Hứa Ứng tiếp tục nói, vừa rồi ngươi đã nói là ta uống Mạnh Bà thang vô số lần, tương lai khi ta khôi phục ký ức, Mạnh Bà không lo lắng ư? Mạnh Bà biến sắc, cười khanh khách nói, ta lo lắng chuyện gì? Lão thân chỉ làm theo mệnh lệnh, phối hợp với người giám sát ngươi, lão thân chưa bao giờ ép công tử uống trà. Hứa Ứng nói, những chuyện này Mạnh Bà có thể giải thích với ta trong tương lai. Mạnh Bà lại biến sắc, cười lạnh nói, Hứa Ứng, năm xưa tuy ngươi rất mạnh nhưng ta với ngươi chưa từng giao chiến, không biết ai cao ai thấp. Làm sao ngươi biết được mình có mạnh hơn ta không? Sau lưng bà lão đột nhiên hiện ra bóng tối vô tận, bao phủ thời không đại thiên, che khuất chư thiên vạn giới. Thân thể to lớn không gì sánh nổi, dưới tấm áo bào là con sông chảy xiết, đổ từ ngàn vạn thế giới tới, mang theo vô số cô hồn dã quỷ. Ngươi xem đạo tượng của ta, có phải sợ ngươi hay không? Bà lão điềm nhiên nói. Chương 428, đàm phán với Mạnh Bà, 2. Đúng lúc này đột nhiên ánh nắng lóe lên, soi sáng cầu Nại Hà. Mạnh Bà giơ ống tay áo lên che ánh nắng, chỉ thấy một con kim ô xương cốt lởm chởm vỗ cánh bay tới. Thân quấn xiềng xích, kéo theo một vầng mặt trời đỏ đã hỏng, phi hành sát Nại Hà mênh mông vô tận. Trong mặt trời đỏ có vô số mảnh vụn tiền giấy vẩy ra, đột nhiên rầm rầm bay ra, hóa thành từng con hàn nha vỗ cánh bay đi. Tiền giấy tiêu tan, mặt trời đỏ rực hơn cả ánh lửa, lăn qua bên trên Nại Hà. Bộ xương kim ô kéo theo vầng thái dương khổng lồ, lái tới cầu Nại Hà, cảm giác nặng nề khiến người ta khó mà thở nổi. Đột nhiên bộ xương kim ô dừng lại, vỗ cánh lơ lửng trên không trung. Trong mặt trời đỏ hiện lên một bóng người mơ hồ, bóng người kia càng lúc càng lớn, dần dần chiếm trọn cả vầng mặt trời. Thân, thể hắn cực kỳ hùng vĩ, vô số tiền giấy xoay tròn xung quanh hắn, khiến hắn như một người khổng lồ cho tàn. Mạnh Bà. Người kia ngồi trong mặt trời, giọng nói vang dội, những năm qua ngươi dâng lên không biết bao nhiêu Mạnh Bà thang, tuy là bị ép buộc nhưng dù sao cũng gây ân oán. Oan gia nên giải không nên kết, nếu người ta cho ngươi lối thoát, sao ngươi không nhân cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa? Mạnh Bà thấy người tới, không dám thất lễ, hạ thấp người nói, hóa ra là Đông Nhạc. Không phải lão thân không nể mặt đạo hữu mà là chuyện của hắn liên lụy quá lớn, nếu ta nói cho hắn những gì ta biết, chỉ e khó mà giữ được tính mạng. Hơn nữa năm xưa ta cũng lập lời thề không được để lộ chuyện mấu chốt. Người khổng lồ cho tàn thản nhiên nói, ngươi không cần nói thẳng ra, ngươi chỉ cần cho hắn biết manh mối, để hắn tự tìm. Mạnh Bà do dự nói, tuy cấp trên nói không thống trị cõi âm, nhưng đã nhìn chằm chằm vào rất lâu rồi. Ta lo cấp trên tìm cơ hội nhúng tay vào cõi âm. Người khổng lồ cho tàn trong mặt trời đỏ cười nói, nếu cấp trên có thể nhúng tay vào cõi âm, chúng ta đã chết từ lâu rồi, làm sao phải đợi tới ngày hôm nay. Mạnh Bà trầm ngâm, tiền giấy quanh người khổng lồ cho tàn phần phật tiêu tán, giọng nói trầm trầm vang lên, ngươi cũng biết mà. Cõi âm cũng không thái bình, nếu cấp trên muốn trừng phạt ngươi, chỉ e sứ giả còn chưa đi vào thì đã bị cường giả cõi âm diệt trừ rồi. Mạnh Bà nghe vậy thở phào một tiếng, cười nói, có lời nói của Đông Nhạc, lão thân cũng yên tâm. Hứa công tử, chuyện ngươi đã uống vô số Mạnh Bà thang của lão thân, sau này ngươi không được truy cứu lão thân đâu đấy. Hứa Ứng gật đầu nói, nếu Mạnh Bà đồng ý cho ta biết về thân thể, chắc chắn ta sẽ không truy cứu. Mạnh Bà giải trừ dị tượng nói, công tử có thể tới Côn Luân tìm kiếm khu đất Hứa gia, năm xưa ngươi đi ra từ nơi đó. Côn Luân? Hứa Ứng truy hỏi, còn gì nữa không? Mạnh Bà chần chừ một hồi, muốn nói mà lại không dám nói. Trong mặt trời đỏ vang lên giọng nói của người khổng lồ cho tàn, năm xưa bà ấy đã lập lời thề, không thể nói ra miệng, nếu không ắt có tử kiếp.
Hứa Ứng cúi người với mặt trời đỏ, nói, đa tạ tiền bối đã ra mặt bênh vực lẽ phải. Trong mặt trời đỏ có bóng người chậm rãi đứng dậy, cúi người cười nói, Hứa đạo hữu, đối xử tốt với ngươi chưa chắc là có ý tốt với ngươi, không chừng ta cũng có ý lợi dụng thì sao. Hứa Ứng ngơ ngác, bộ xương kim ô vung cánh chim, kéo mặt trời đỏ khởi hành, nhanh chóng đi xa. Mạnh Bà tháo dây thừng vàng, thả ngoan thất, quả chuông, kim bất di và tiên thảo màu tím ra nói, Hứa công tử đi mau đi, lão thân tiết lộ thiên cơ, chỉ e không bao lâu sau sẽ có tai kiếp. Ngươi mà đi chậm sẽ liên lụy tới ngươi. Hứa Ứng cảm tạ, bế Thời Vũ Tình đang hôn mê lên nói, tiền bối, cô ấy có quên mất quá khứ không? Mạnh Bà nói, con bé không uống trà mà chỉ ngửi mùi rồi mê man, tối đa là mất một chút, chỉ nhớ thôi, không vấn đề gì. Hồn phách của con bé được bảo vệ, không bao lâu sau sẽ tỉnh lại, chắc ký ức cũng từ từ khôi phục. Hứa Ứng thở phào một tiếng, cáo từ rồi ra khỏi cầu Nại Hà. Không biết bao lâu sau, Thời Vũ Tình dần dần tỉnh lại, quan sát bốn phía, chỉ thấy mình đang nằm trên đầu một con rắn lớn, gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh buốt. Cách đó không xa còn có một thiếu niên, người mặc áo đen đai đỏ, đang nghiên cứu một phong ấn chữ tù. Thời Vũ Tình quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, cảm thấy rất lạ lẫm, nghi hoặc nói, ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Thiếu niên kia quay đầu lại, nở nụ cười như ánh mặt trời, nàng tỉnh rồi à? Tối qua chúng ta thành thân, nàng uống quá chén, nàng quên rồi à? Thành thân? Thời Vũ Tình bật thốt lên, cuống quýt đứng dậy, không đúng. Ta thành thân với ngươi lúc nào? Ta nhớ hôm qua ta còn ở kiếm môn cơ mà. Hôm qua vừa tổ chức đại điển bái sư, ta đứng đầu trong kỳ thi của đại điển, bái làm môn hạ của trưởng giáo. Kim Bất Di đứng trên cái sừng của Ngoan Thất, nghe vậy nghi hoặc, a ứng, Mạnh Bà bảo mất trí nhớ một chút thôi mà. Sao con bé này còn lẫn nặng hơn cả ta? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, Thời Vũ Tình mất trí nhớ, mất tới tận 3.000 năm trước. Không biết từ từ khôi phục mà Mạnh Bà nói rốt cuộc là từ từ tới mức nào. Vạn nhất phải mất 3.000 năm mới khôi phục. Hứa Ứng không nóng lòng tới Côn Lôn mà về Phù Tang Thụ để chuẩn bị. Một dân chúng nhà Thương nói, 10 ngày trước, một người tên Tiết Doanh An tới đây, thấy ân công không có mặt nên để lại một bức thư rồi đi khỏi. Hứa Ứng mở thư ra, trong thư nói mấy ngày nay có một số luyện khí sĩ trẻ tuổi mặc y phục kỳ quái ẩn hiện, khiêu chiến cao thủ na pháp các nơi, thực lực cực kỳ cường đại. Có một số người đang tìm Hứa Ứng, bảo Hứa Ứng cẩn thận một chút. Hứa Ứng không để trong lòng, cất bức thư sang một bên. Mấy hôm nay, Thời Vũ Tình luôn luôn bám sau lưng Hứa Ứng như đang theo đuôi, nha đầu này rất cẩn thận, chỉ sợ mất dấu. Mạnh Bà nói ký ức sẽ khôi phục từ từ, nhưng Hứa Ứng lại rất đau đầu, Thời Vũ Tình vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ khôi phục ký ức. Chẳng lẽ Thục Sơn kiếm môn tuyệt hậu như vậy ư? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái. Một ngày nọ, Hứa Ứng đang đi phía trước Thời Vũ Tình, đột nhiên bộp một tiếng, một quyển kinh thư rơi khỏi người y. Hứa Ứng lại như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thời Vũ Tình nhặt lên, thấy trang bìa của kinh thư viết mấy chữ lục bí tầm long định vị thuật, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở ra đọc thử. Bộp, Hứa Ứng lại để rơi một quyển kinh thư, Thời Vũ Tình đi tới nhặt lên xem thử, lại là một quyển thư tịch tên là Nệ Hoàn Trường Sinh Chính Pháp. Bộp, Hứa Ứng lại làm rơi quyển nữ, Thời Vũ Tình lại chạy tới nhặt. Thấy là một quyển kinh thư có tên Hoàng Đình Thần Thức Chính Pháp, cứ như vậy Hứa Ứng vừa đi vừa làm rơi, chẳng bao lâu sau Thời Vũ Tình đã thấy thêm mấy quyển kinh thư Ngọc Đình Nguyên Khí Chính Pháp, Giáng Cung Tâm Lực Chính Pháp, Ngọc Kinh Âm Dương Chính Pháp và Dũng Tuyển Hồn Pháp Chính Pháp. Thời Vũ Tình vừa đi vừa nhặt, nghi hoặc nói, tướng công, khu vực hy di của chàng bị lủng rồi. Tướng công, tướng công. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429, Na Khí Tranh Chấp, 1. Hứa Ứng nhanh chân, chớp mắt đã không thấy hình bóng. Thời Vũ Tình không đuổi kịp, đành ôm đống sách này tới Phù Tang Thụ ngồi xuống, chờ Hứa Ứng. Nhưng ngay lúc này trên Phù Tang Thụ có một con rắn lớn chậm rãi rủ đầu xuống, giọng nói đầy dụ dỗ, cô bé, có muốn học na pháp lục bí này không? Thời Vũ Tình vui vẻ đáp, có, ngươi biết à? Con rắn lớn chậm rãi cuộn quanh người cô, lúc trái lúc phải lúc đông lúc tây, ta có thể dạy cô. Một quả chuông bay ra, lơ lửng trước mặt Thời Vũ Tình, nói đầy ẩn ý,
ta có thể giúp ngươi mở thân thể lục bí. Nếu ta muốn trồng trọt đại dược hình người, ta có thể ra tay vào thời điểm này. Truyền thụ cho Thời Vũ Tình Na pháp lục bí có dấu cạm bẫy, để cô ấy thu nhận đệ tử Thục Sơn kiếm môn, đến 300 năm sau thì thu hoạch. Hứa Ứng nhìn xuống Thời Vũ Tình đang chăm chú học tập bên dưới phù tang thụ, thầm nghĩ, mượn thanh danh Thục Sơn kiếm môn, ta có thể có hàng ngàn giao hẹ, một đợt thu hoạch tiên dược lục bí trong cơ thể bọn họ có thể bảo vệ ta vạn năm bất tử bất diệt. Đợi vạn năm sau ta lại ra khỏi núi, bắt chước lại bài cũ, lại thu hoạch một lần. Sắc mặt Hứa Ứng dần biến thành âm trầm, thầm nghĩ, bây giờ Thời Vũ Tình là nha đầu ngốc vừa gia nhập kiếm môn, căn bản không biết lòng người hiểm ác ra sao. Nhưng cũng may ta là thần tiên bất lão. Vẻ âm trầm trên mặt y tan đi, nở nụ cười như ánh mặt trời, nếu không, thảm án kiếm môn sẽ lại tái diễn. Nha đầu này và đệ tử kiếm môn tương lai sẽ biến thành từng tấm da người lơ lửng trên bầu trời kiếm môn. Dù sao Thời Vũ Tình cũng là thiên tài mà các đời sư tổ Thục Sơn lựa chọn, na pháp vốn không khó, tầm long định vị hết sức đơn giản. Pháp môn vận hành cũng là câu lấy tiên dược luyện hóa tiên dược, không phức tạp như luyện khí, cô gái nhanh chóng học được. Điểm khó duy nhất chính là mở động thiên lục bí. Tu vi cảnh giới của cô cũng giống với Hứa Ứng, là khấu quan kỳ thứ hai, cho dù mất trí nhớ nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn, lục bí cũng hóa thành cực kỳ nặng nề, muốn mở hết sức khó khăn. Nhưng cũng may còn có quả chuông. Bây giờ quả chuông uy năng phi phàm, tự lĩnh ngộ kim quỹ thái thượng tiên thư, tìm hiểu được ý nghĩa tinh hoa trong 6 chữ chân linh hư tĩnh không minh, khi treo giữa không trung là như vô biên vô giới. Uy lực của nó cũng tăng vọt, vận dụng thành thạo các loại dấu ấn đạo tượng, có thể phát huy uy lực bản thân tới mức lớn nhất. Đã làm được như Hứa Ứng, trong thì rèn luyện bản thân, ngoài thì kết nối với hoàn cảnh thiên địa. Thậm chí khi nó phát động đạo pháp thần thông, có thể khiến bản thân không hề tiêu hao, chiến đấu vĩnh viễn, đây cũng là diệu dụng của kim đan đại đạo trên pháp bảo. Lần này phong thái vượt xa Ngoan Thất, quả chuông giúp Ngoan Thất mở được ngũ đại bí tàng Nê Hoàn, Ngọc Kinh, Ngọc Trì, Hoàng Đình và Giáng Cung. Chỉ có điều mỗi bí tàng lại phải gắng sức hơn một phần, đồng thời tu vi của Thời Vũ Tình cũng tăng thêm một phần. Sau khi mở xong bí tàng Giáng Cung, quả chuông đã không thể nào mở tiếp, lực lượng của bản thân nó đã không đủ để mở bí tàng Dũng Tuyền. Tu vi của ngươi thâm hậu hơn trước quá nhiều, bí tàng này không phải tiên khí thì không thể mở nổi. Chí bảo nhân gian tu luyện tới cấp độ của ta đã là tuyệt đỉnh, ta không mở được, bất cứ pháp bảo nào khác cũng không mở được. Quả chuông nói với Thời Vũ Tình, trưởng giáo Nga Mi Nhạn Không Thành cũng phải dựa vào tiên khí Nga Mi mới mở được bí tàng. Thục Sơn kiếm môn của ngươi có tiên khí không? Thời Vũ Tình ngơ ngác, lại có vẻ kinh hãi nói, ta có dùng được tiên khí của kiếm môn không? Quả chuông do dự một chút rồi nói, chắc là có. Thời Vũ Tình nói, ta nghe nói tiên khí của Thục Sơn kiếm môn là một thanh tiên kiếm do sư tổ đời đầu lưu lại, gọi là Tư Vô Tà. Khi sư tổ đời đầu phi thăng đã ném nó từ tiên giới xuống, dùng để trấn áp khí vận của kiếm môn ta. Chỉ có trưởng giáo mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Ta chỉ mới nhập môn thôi mà. Cô gái lo lắng không thôi. Tiếng nói của Hứa Ứng vang lên, thản nhiên nói, ta là thái thượng trưởng lão của kiếm môn, bối phận còn cao hơn trưởng giáo kiếm môn, chắc dùng tiên kiếm Tư Vô Tà không có vấn đề gì. Thời Vũ Tình vừa mừng vừa sợ, lại có vẻ không tin, nói, tướng công có tín vật của thái thượng trưởng lão không? Hứa Ứng lấy lệnh bài của thái thượng trưởng lão ra, Thời Vũ Tình hoan hô một tiếng, trong lòng lại thoáng chút bất an. Chẳng lẽ ta được bái vào môn hạ của trưởng giáo cũng là do tướng công âm thầm thúc đẩy, dùng lệnh bài của thái thượng trưởng giáo bức ép trưởng giáo Chí Tôn, khiến người không thể không nhận ta làm đồ đệ. Cô nhấp nháy mắt, nghĩ tới càng nhiều chuyện, đợi đã, sao tướng công lại có lệnh bài của thái thượng trưởng lão? Chẳng lẽ trông hắn như thiếu niên chứ thực chất là lão quái vật sống mấy ngàn tuổi? Ta mới mười mấy tuổi, bị hắn để ý, thế nên hắn cưỡng ép đem ta tới đây, bái đường thành thân. Hắn còn lợi dụng quyền thế, đưa ta vào làm môn hạ của trưởng giáo. Hứa Ứng lung lay bàn tay trước mặt cô, lúc này Thời Vũ Tình mới khôi phục tinh thần, thầm nghĩ, ai ra, sao lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Chắc chắn tướng công không phải người như vậy. Đột nhiên, trong đầu cô bỗng có đủ loại ký ức ùn ùn kéo đến, mình gia nhập kiếm môn, trở thành đệ tử. Na khí tranh chấp, thảm án kiếm môn, thế gian biến đổi, bầu trời vặn vẹo, mặt đất nghiêng ngả, thiên địa phong ấn. Các loại ký ức như tầm bèo trong nước, tuy bị làn nước đục nhấn chìm, nhưng lại nhanh chóng nổi lên.
Thời Vũ Tình đứng ngây ra tại đó, không hề nhúc nhích. Trí nhớ của cô nhanh chóng thức tỉnh, được giải thoát sau 3.000 năm, cô thức dậy ở Kiếm Môn, một thân một mình đi tới Vọng Hương Đài tìm kiếm Tôn Jarmo, tình cờ gặp được Hứa Ứng. Từng chuyện trở nên rõ ràng. Nói vậy là ta mơ mơ màng màng đi lạc vào con đường na khí kiêm tu. Hai hàng lệ chảy dài xuống hàng má cô, miệng lẩm bẩm nói, ta làm trưởng môn, sao lại trở thành phản đồ của tà ma ngoại môn? Hứa Ứng kinh ngạc, dò hỏi, nương tử sao vậy? Nương tử, sắc mặt Thời Vũ Tình trầm xuống, nhớ lại càng nhiều chuyện. Phải rồi, mấy hôm nay ta còn gọi hắn là tướng công. Cũng may hắn chỉ chiếm muốn lợi ngoài miệng, không làm gì quá đáng với ta. Thời Vũ Tình vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, thầm nghĩ, nhưng lòng người khó đoán, không khéo ngoài chiếm lợi ngoài miệng ra, hắn còn định lạm dụng thân thể ta. Để ta xem hắn có dự định gì, nếu dám lạm dụng thân thể ta, ta giả vờ thuận theo ý hắn, nhân lúc hắn không chuẩn bị giết chết Thái Thượng Trưởng Lão, thanh lý môn hộ. Nghĩ tới đây, cô đổi giọng dịu dàng nói, ta thất thần chút thôi, nghĩ tới chuyện tướng công đối xử tốt với ta như vậy mà ta không thể làm gì báo đáp nên cảm thấy hơi hổ thẹn. Đúng lúc này phía xa bỗng có âm thanh vang lên, ngâm nga nói, năm ngày tơ bạc dệt một lồng, bắt lấy kim ô nhốt vô trong. Biết ai đặt ở Phù Tang Thụ, chỉ trách suối khe nổi sóng hồng, con kim ô to thật. Chương 430, Na Khí Tranh Chấp 2. Hứa Ứng nhướng mày dò hỏi, thất gia, thơ này có ý gì? Ngoan thất nói, thơ này ý nói hắn bỏ 5 ngày dùng chỉ bạc bện thành một cái lồng, nhốt kim ô vào trong lồng chim. Không biết bị ai treo lên Phù Tang Thụ, kim ô tỏa ra lửa và khói khiến nước suối phản chiếu thành màu hồng. Hắn đang thể hiện tráng trí giạt rào của mình, nói mình là người tay nắm nhật nguyệt. A Ứng, ngươi phải đọc nhiều sách vào. Hứa Ứng khẽ gật đầu nói, đang đọc, rảnh rỗi là mở ra xem. Ngoan thất cười lạnh nói, rõ ràng là ngươi đọc cho dễ ngủ. Ta thấy ngươi cầm sách xem một lát, nghiêng đầu một cái là ngủ lăn quay. Hứa Ứng lúng ta lúng túng nói, dẫu sao cũng không hay bằng những câu chuyện truyền thuyết. Không kia tới rất nhanh, lúc đầu còn cách xa trăm dặm, giờ đã tới trước Phù Tang Thụ, vừa đi vừa nói. Nghe nói na pháp đương thời thì thần đô đệ nhất, ta tới bái kiến thần đô, tiếp các tuấn kiệt trẻ tuổi, 20 trận không ai thắng được. Thôi ra ở thần đô có nói, cường giả na pháp, không ai bằng được Hứa Ứng. Hôm nay tới đây thăm hỏi. Hứa Ứng nói với Ngoan Thất, thôi ra ở thần đô có phải cái tên Thôi Đông Ly vẫn luôn muốn khiêu chiến ta nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay không? Ngoan Thất nói, chắc là hắn rồi. Một người một rắn nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đi về phía Phù Tang Thụ. Tinh thần phán chấn, diện mạo phi phàm, khi đi lại mang tiên khí bồng bềnh, ánh mắt có thần. Lòng mang thiên hạ, bao dung như núi, có cảm giác khí độ siêu phàm thoát tục. Hắn mặc bộ áo tím, đi theo sau một con trâu xanh. Con trâu xanh kia rất mạnh mẽ, cơ bắp cắp người, khiến lớp da trâu căng phồng. Mắt trâu tròn tròn nhô lên, như ánh sáng lại như điện chớp, yêu khí cực kỳ đáng kinh ngạc, khi đi đường chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, bao phủ phương viên 10 dặm. Nam nhân áo tím chào Hứa Ứng, cười nói, tại hạ Thượng Cảnh Cung Tiêu Quy khách, lần này xuất cung, nghe nói tu sĩ đương thời đi lạc lối, na pháp hưng thịnh, vì vậy thỉnh giáo tứ phương, chưa một trận thua. Ta muốn uốn nắn tác phong tà đạo này, tuy đánh bại truyền nhân các đại thế gia ở thần đô, nhưng bọn họ lại nói chỉ có đánh bại Hứa huynh thì mới có thể chứng minh luyện khí sĩ cao hơn một bậc. Hắn khẽ cúi người nói, mong Hứa huynh vui lòng chỉ giáo. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, nói với Thời Vũ Tình sau lưng, nương tử, vừa rồi nàng bảo không cách nào báo đáp. Giờ cơ hội báo đáp tới rồi đấy, nàng ra tay đuổi hắn đi. Thời Vũ Tình thầm chấn động, nói nhỏ, tướng công không biết rồi, hắn là truyền nhân của Thượng Cảnh Cung. Thượng Cảnh Cung là môn phái thời thượng cổ, nghe nói môn sinh đệ tử cực kỳ thưa thớt, nhưng những người được lựa chọn đều là siêu phàm. Thượng Cảnh Cung bọn họ, mỗi đời lại xuất hiện một vị tiên nhân, cung chủ các đời của họ đều có thể phi thăng. Hứa Ứng nghi ngờ nói, bọn họ có vượt qua được thiên kiếp siêu cấp không? Không thể nào. Thời Vũ Tình nhỏ giọng nói, sau khi thiên kiếp siêu cấp xuất hiện, cung chủ Thượng Cảnh Cung cũng không cách nào phi thăng. Nhưng truyền nhân các đời của Thượng Cảnh Cung đều là nhân vật cực kỳ xuất sắc, hết sức lợi hại. Hứa Ứng cười nói, nàng mở được ngũ bí, bây giờ tu vi thực lực tăng nhiều rồi, đặt chân tới lĩnh vực ngũ tiên, dư sức đánh với hắn một trận. Thời Vũ Tình đành đi tới,
thầm nghĩ, tuy Tiêu Quý Khách là truyền nhân thượng cảnh cung nhưng truyền thừa Thục Sơn kiếm môn của ta cũng không hề kém cạnh. Chẳng qua trong lòng cô vẫn thấy lo lắng, truyền thừa của thượng cảnh cung hết sức thần bí, còn truyền thừa của kiếm môn có nhiều thứ đã thất truyền. Kiếm quyết cao thâm của kiếm môn được viết bằng phù văn tiên đạo, khó mà hiểu được. Tuy Thời Vũ Tình thông minh lanh lợi, nhưng cũng khó mà hiểu thấu truyền thừa mà kiếm tiên đời trước để lại. Tiêu Quý Khách thấy cô đi tới bèn cười nói, Hứa huynh không dám ra tay, chỉ để một cô nương tới thăm dò trình độ của ta thôi ư, đừng có nhiều lời. Thời Vũ Tình quát lên một tiếng, mở toàn bộ ngũ bí, sau lưng cô lập tức hiện lên 22 tòa động thiên xoay tròn, rực rỡ tới cực điểm. Tu vi cảnh giới của cô đã đạt tới mức tùy ý mở mỗi bí tàng 4 động thiên, cả tốc độ, lực lượng, nguyên khí, thần thức đều có tiến bộ nhảy vọt. Biu. Cô nâng ống tay áo, đầm lầy lập tức sôi trào, nước trong đầm lầy ầm ầm bắn lên, tạo thành vô số kiếm nước, hội tụ khắp 4 phương 8 hướng, tạo thành kiếm trận lớn tới trăm dặm. Bản thân Thời Vũ Tình cũng giật mình, ồ lên, không ngờ tu vi của mình lại gia tăng tới mức này. Sau khi mở bí tàng ngọc trì, tu vi của cô đâu chỉ tăng cao gấp bội. Đây là thứ tướng công. Gì? Hứa trưởng lão đã nói à, nguyên khí tiên vực trong lĩnh vực ngũ tiên. Thời Vũ Tình cảm thấy tự tin hơn hẳn, thân hình bồng bềnh bay lên, khống chế kiếm trận trăm dặm, lơ lửng trên không trung. Nguyên khí và thần thức cường đại vô địch của cô vận chuyển, khiến cả thiên địa chấn động. Tiêu Quý Khách ngẩng đầu lên, nhìn Thời Vũ Tình ở trung tâm của kiếm trận trăm dặm trên không trung, sắc mặt nghiêm nghị, nói với Châu Xanh, sư bá áp trận cho ta. Hắn bay lên không trung, cắt vào kiếm trận một luồng khí tím. Châu Xanh kia cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người trên bầu trời. Dưới phù tang thụ, Hứa Ứng cũng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nói, thất gia, ngài chuông, trí nhớ của cô ấy thức tỉnh rồi à? Ngoan thất còn chưa khôi phục tinh thần, quả chuông đã nói, không sai, chắc ảnh hưởng của Mạnh Bà Thang lên Thời Vũ Tình đã hết. Khi Mạnh Bà Thang còn ảnh hưởng, cô nàng này cho là mình vừa gia nhập kiếm môn, còn bây giờ cô ta khống chế pháp lực kim đan nhẹ nhõm như ý, điều khiển như cánh tay, hiển nhiên ký ức đã thức tỉnh. Ngoan thất tỉnh ngộ, đúng rồi nhỉ? Hứa Ứng lấy làm khó hiểu, nếu ký ức của cô ấy thức tỉnh rồi, sao lại không nói? Ngoan thất cũng gãi đầu nói, đúng rồi nhỉ? Sao cô ấy không nói? Quả chuông cũng không biết nguyên nhân, bèn nói, để xem rốt cuộc cô ấy định làm gì. Hứa Ứng gật đầu. Trong lúc trò chuyện, Thời Vũ Tình đã phát huy lực lượng lĩnh vực ngũ tiên tới cực hạn, chiến lực tăng vọt. Cho dù Tiêu Quý Khách nhận được truyền thừa tiên gia cũng bị đánh tới mức liên tục lùi lại, khoảng cách với Thời Vũ Tình càng ngày càng xa, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Thời Vũ Tình tinh thông kiếm trận, khoảng cách càng xa thì uy lực kiếm trận của cô càng mạnh, phần thắng của Tiêu Quý Khách cũng càng thấp. Phải áp sát cận chiến với cô ta, ánh mắt Tiêu Quý Khách lóe sáng, liều mình chịu thương tích liên tục, dốc hết thủ đoạn, cuối cùng cũng giết tới trước mặt Thời Vũ Tình. Đấm ra một quyền, vận dụng chính pháp tiên gia của Thượng Cảnh Cung, quyền này tiên khí phất phới, có khí độ như tiên nhân hạn phàm. Thời Vũ Tình giơ tay, kiếm khí vô lượng tập trung vào tay cô, dùng chưởng đấu với quyền của hắn. Quyền chưởng hai người va chạm, tai mắt mũi miệng của Tiêu Quý Khách chảy máu, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã bay xuống, vô số kiếm khí xé gió bay tới, chém tới mức hắn thương tích đầy mình. Phù văn tiên đạo không ngừng sáng lên quanh người Tiêu Quý Khách, ngăn cản vết thương chí mạng. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.